không? Không đá đâu. Đẩy hai cái. Đợi coi. Quýnh hai. Tư nữa. Hai gãy đâu đá đâu. Chuyên gia cũng để hai cái nè. Rồi hai. Rồi. Hai mười đúng không? Hai chục. Thoát thoát được vàng không? Lọt được chúng. Hay, hay quá các em ơi. Má khó luôn. Ừ. Ok. Chúng rồi đó, đặt mũ cơ thấy chúng rồi. Đúng tay nè. Nó dễ mới được chứ. Nói được làm được nè. Quýnh đỏ ngon hơn quýnh đây. Má ngày chóc rồi. Trời ơi. À, ngon luôn rồi Kem ơi, Kem. Đá rồi Tâm ơi. Nhưng mà quýnh hồng đường đây ngon hơn. Quýnh đường đó dễ đá quá. Tại cái tia trái đỏ đi xuống không. Ôi lòn xa rồi em ơi.